Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: các luật sĩ và người biệt phái ngồi trên tòa Môi-sen, vậy những gì họ nói với các người hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thể kinh, may dài tua áo, họ muốn được chỗ nhất trong tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được mọi người ta xưng hô là thầy. Phần các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha, người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt chước người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi chỉ có một người chỉ đạo là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Thưa quý ông bà và anh chị em cùng quý vị thính giả, trước hết tôi xin mời quý ông bà và anh chị em cùng quý vị thính giả dừng lại đôi giây phút để nhìn xem hình ảnh của người kinh sư, hình ảnh của người Pha-ri-siêu thời Chúa Giê-xu ra như thế nào. Trước hết là hình ảnh của người kinh sư cũng được gọi là luật sĩ. Ban đầu là nhân viên có trách nhiệm ghi chép những tài liệu tôn giáo nhằm việc sử dụng riêng tư hoặc nơi công cộng. Sau thời lưu đày Babylon cũng như trong thời Tân Ước, kinh sư là người chuyên môn nghiên cứu và dạy kinh thánh, là những chuyên gia nghiên cứu luật đạo nên họ có những quyết định có tính cách pháp lý. Họ cũng chịu trách nhiệm về những tập tục của cha ông để lại. Chức năng quan trọng của họ là cẩn thận duy trì và truyền lại cho thế hệ kế tiếp về bản văn cựu ước và áp dụng kinh thánh vào đời sống của những người Do Thái lúc bây giờ. Các kinh thư giảng dạy luật đạo và đào tạo những người thừa kế để nội dung của luật đạo của luật Môi-sen được truyền lại cho thế hệ mai sau. Còn hình ảnh người Pha-ri-siêu của thời Chúa Giê-xu ra sao? Pha-ri-siêu có nghĩa là những người tách biệt theo nghĩa chữ của Hi-bri, đó là người dân Do Thái cam kết về hai điều này. Một là tuân giữ cách khắt khe các quy định Do Thái giáo liên quan tới những đòi hỏi về thanh tẩy theo phụng tự. Hai là chu toàn tỉ mỉ những bổn phận trong đạo như nộp thuế thập phân cho đền thờ, thực hiện những cuộc thanh tẩy đúng như những đòi hỏi của nghi lễ. Vào thời Đức Giê-xu, con số người Pha-ri-siêu được ước tính khoảng 6.000, và theo sử gia Josephus, con số ấy không đông cho lắm, nhưng ảnh hưởng của họ rất lớn nơi các hội đường Do Thái. Ở đây người ta đọc kinh nguyện và tổ chức phụng vụ theo nề nếp của người Pha-ri-siêu, mặc dầu quyền bá chủ trên các hội đường thường thuộc phe Sa-đốc là phe quyền lực về chính trị. Vì giáo lý, người Pha-ri-siêu tỏ ra chính thống khi họ tin có thế giới siêu hình, trong đó có các thiên thần của Thiên Chúa hiện diện, có sự sống bất tử với kẻ lành sống lại và sẽ được Thiên Chúa ban thưởng. Họ tin vào lời chứng của Kinh Thánh cho biết Thiên Chúa sẽ sai một vị được sức dầu tấn phong để tới phục hồi lại quyền tự do của con cái Israel. Họ tin Kinh Thánh cựu ước là lời của Thiên Chúa nói với loài người, nhưng đồng thời họ cũng tin rằng tiên tri Môi-sen đã truyền khẩu lại cho dân Thiên Chúa một bộ luật ngang hàng với Kinh Thánh, và bộ luật ấy được lưu trữ nơi truyền thống Pha-ri-siêu. Đó là lý do tại sao người Pha-ri-siêu đã đến chất vấn Đức Kitô khi nói: sao môn đệ của ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Điều trái ngược là trong khi dân chúng hết sức kính trọng người Pha-ri-siêu về lối sống nghiêm ngặt, thì người Pha-ri-siêu lại ra mặt khinh rẻ dân chúng. Họ dám nói về đám dân tin theo Đức Giê-xu rằng: còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật là gì. Đúng là quân bị nguyên rủa. Còn Đức Giê-xu, thái độ của Ngài đối với luật sĩ và biệt phái ra sao? Đức Giê-xu không hề có ý xem thường quyền bính của những bậc ngự tòa Môi-sen và nắm giữ nhiệm vụ giải thích lề luật, nhưng Ngài chỉ muốn vạch trần cho thấy sự bất nhất giữa cái nói là giáo huấn và cái làm của họ. Họ chỉ biết nói mà không làm. Lợi dụng quyền giải thích luật Môi-sen, họ chất lên vai kẻ khác những gánh nặng mà chính bản thân họ không hề đụng vào.
hoàn toàn trái ngược với Đức Giêsu, người chu toàn lề luật, nhưng lại tỏ ra dịu dàng ân cần đối với những ai phải mang gánh nặng nề. Họ cho mình là mẫu mực của thiên hạ, có thể họ chân thành nghĩ thế. Họ luôn làm mọi việc tốt để cho mọi người thấy. Họ lo tô điểm cái vỏ bên ngoài, vỏ đạo đức, vỏ địa vị xã hội, hơn là làm sao để lời nói và việc làm của mình đi đôi với nhau. Hộp kinh, đó là những túi da đựng những đoạn kinh thánh mà mọi người Do Thái đạo đức thời đó, cũng như nay, thường mang trên cánh tay trái và trên trán của mình mỗi lần cầu nguyện. Vì sợ người ta thấy không rõ, nên người Pha-ri-siêu đã nới những hộp kinh này ra quá khổ. Còn tu áo, đó là những chùm len may ở bốn góc của áo ngoài của những người Do Thái ngoan đạo thời đó, cũng như Đức Giê-xu đã mang và ngày nay cũng thế, để thường xuyên nhớ đến các giới răn của Chúa. Những tu áo ấy cũng có kích thước quá phô trương. Danh vọng, địa vị là những thứ họ đặc biệt thèm khát. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabbi. Người ta kể một câu chuyện, có một người đàn ông đi dạo đến một nơi hành hương, mệt nhọc, ông ngồi nghỉ trên một ghế đá. Ông hết sức ngạc nhiên và rồi lại tỏ ra hãnh diện sung sướng khi thấy nhiều người đi qua trước mặt ông đã ngả mũ cúi đầu chào. Trong khi còn nghĩ ngợi, thắc mắc thì có một bà già cũng đến trước mặt ông. Sau khi cúi chào, bà đã nhìn lên và miệng lâm râm nhiều lời mà ông không nghe rõ. Thế rồi bà cũng đi. Lúc ấy ông mới quay lại và nhìn lên theo hướng bà già kia đã nhìn. Ông nhận ra rằng ngay sau lưng và phía trên đầu của ông có một thánh giá đã được dựng lên ở đó. Ông xấu hổ và bỏ đi nơi khác. Tới đây cũng một câu hỏi được đặt ra. Vậy đâu là phục vụ theo gương của Đức Giê-xu? Khi viết phúc âm, vị thánh sử Matthew muốn kể lại những câu chuyện về Đức Giê-xu bằng những cách thời sự hóa chúng lại cho các cộng đoàn Kitô hữu đang sống trong những năm 80. Những cộng đoàn ấy đang gặp chống đối và bách hại từ phía hội đường Do Thái. Những cộng đoàn ấy đang có nguy cơ bị lây nhiễm thói xấu của biệt phái, và một số người có trách nhiệm trong đó đang tỏ ra cho thấy một thứ tinh thần kể cả rỗng tuếch. Thánh Matthew sau khi đã gom góp những lời của Đức Giê-xu nói với các luật sĩ và biệt phái giả hình, ông liền thuật lại những điều Chúa dạy nhằm xác định đâu là những nét đặc thù và việc thi hành quyền bính trong cộng đoàn, các môn đệ của người. Đó là tình huynh đệ, tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em là từ thông dụng nhất xuyên qua cả Tân Ước để gọi thành viên của cộng đoàn Kitô hữu, nghĩa là của gia đình hội thánh. Do đó phải dứt khoát loại trừ tính kể cả, tinh thần tự mãn, làm cho những ai đang thi hành một tác vụ hay một chức năng trong hội thánh quên đi họ chỉ là một người anh em giữa các anh em của mình. Lòng đơn sơ, anh em chỉ có một vị thầy là Đức Kitô, anh em chỉ có một cha đứng ngự trên trời. Những danh xưng mà người ta có thể dành cho những vị có trách nhiệm trong cộng đoàn hội thánh không bao giờ được phép che khuất tính cách là con một cha duy nhất mà người Kitô hữu tuyên xưng. Tư cách của các vị lãnh đạo trong hội thánh bắt buộc phải là một hiện diện phục vụ và hoàn toàn là một phản ánh trong suốt về đấng duy nhất. Tinh thần phục vụ, người lớn nhất trong anh em phải là người phục vụ. Mọi chức vụ trong hội thánh từ nay đều phải được thi hành theo gương Đức Giê-xu là Thầy và là Chúa, nhưng lại hạ mình xuống và làm đầy tớ phục vụ các anh em của người. Đâu là trách nhiệm phục vụ? Đức Giê-xu khiển trách những người luật sĩ và biệt phái vì họ tự cho mình hơn kẻ khác. Họ muốn tỏ mình ra hơn kẻ khác. Họ nới rộng hộp kinh, nối dài tu áo, nghĩa là họ muốn những thứ đó của họ phải nổi bật hơn người. Họ muốn khoe mình đạo đức sốt sáng với Chúa và với lề luật hơn người. Họ ưa ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường. Thích được người ta chào hỏi giữa nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabbi. Lời mô tả của Đức Giê-xu thật là rõ ràng. Ngài không bỏ qua một điều gì. Chúng ta hãy nghe những gì người căn dặn các môn đệ. Đừng để ai gọi mình là Rabbi. Đừng gọi ai dưới đất là cha. Đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo.
Cách con người liên hệ với Thiên Chúa luôn luôn liên kết với tính cách của mối liên hệ giữa con người với nhau. Nó cho thấy rằng mọi địa vị của con người, mọi chức vụ trong xã hội và cả trong gia đình, mọi trách nhiệm đều phải ở trong thế tương quan với một đấng vừa là tạo hóa, vừa là cha chung của mọi người. Và không một thứ quyền bính nào có giá trị nếu không quy chiếu về người. Thử hỏi nhân danh cái gì một người tự cho mình ở bên trên người khác cũng mang một hình ảnh Thiên Chúa giống như mình, đòi kẻ đó phải phục vụ và vâng phục mình. Bởi chỉ có một thầy, một cha và một người chỉ đạo duy nhất. Và do việc chúng ta chỉ có một Thiên Chúa là cha, nên tất cả loài người chúng ta đều bình đẳng như nhau trong cùng một nhà. Tất cả anh em đều là anh chị em với nhau. Quyền bính, chức tước đều chỉ là những trách nhiệm để phục vụ. Chỉ trong phục vụ, chúng mới có lý do tồn tại. Kẻ làm lớn trong anh em sẽ là người phục vụ. Đó là những danh hiệu của tình yêu, là ánh sáng phản chiếu chính uy quyền và sự cao cả của Thiên Chúa. Đức Giê-xu đã cho thấy rõ điều đó khi người hạ mình xuống làm người đầy tớ đau khổ và vâng phục. Mẫu gương đó của Chúa đã từ nay trở nên quy luật cho mối tương quan giữa các môn đệ của người với nhau. Ai treo mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã kể lại kinh nghiệm của Ngài như sau. Khi ta mới được bầu làm giáo hoàng để lãnh đạo giáo hội hoàn vũ, ta rất lo lắng, sợ hãi trước một trách vụ quá nặng nề. Nhưng một đêm kia, trong giấc ngủ, ta nghe có một tiếng bảo ta, Gioan, đừng tự xem mình quá quan trọng. Ta đã áp dụng câu nói này và từ dạo ấy, ta ăn ngon, ngủ yên như trước khi được chọn làm giáo hoàng. Khiêm nhường là một đức tính được Thiên Chúa ưa thích, khác với tính tự cao tự đại. Đức khiêm nhường giúp chúng ta đào sâu những chỗ thấp để đón nhận những hồng ân của Thiên Chúa. Trong bài phúc âm ngày hôm nay, Chúa cũng trách kẻ giả hình. Bài tin mừng hôm nay được Thánh Matthew ghi lại cuộc đụng độ trầm trọng giữa Chúa Giê-xu và hàng lãnh đạo dân Do Thái. Đồng thời nó cũng diễn tả tình trạng căng thẳng, sự đổ bể liên hệ giữa cộng đoàn Do Thái và cộng đoàn Kitô giáo trong thời sơ khai. Cuộc đụng độ này có thể thấy hai loại giáo hội đối nghịch nhau. Thứ nhất là một giáo hội đầy rẫy những tín hữu thủ cựu hoanh hoang, phách lối, ham hố quyền bính, vụ luật và dùng luật lệ làm bình phong che đậy cuộc sống giả dối tội lỗi của mình. Thứ hai là một giáo hội sống theo tinh thần tin mừng của Chúa Giê-xu. Trong đó hàng lãnh đạo là những người khiêm tốn thánh thiện, biết hy sinh xả kỳ phục vụ và sống nêu gương cho người khác. Vậy khi mạnh mẽ chỉ trích hàng lãnh đạo Do Thái, Chúa Giê-xu đã không phản đối quyền lãnh đạo hợp pháp của họ, nhưng Ngài đã vạch trần những thái độ sống đạo sai lạc của giới lãnh đạo, của hàng tư tế, của giới luật sĩ và biệt phái, giới kỷ luật và các bô lão. Họ là những người thông hiểu luật Chúa, đáng lý ra họ phải nêu gương cho tín hữu, thì ngược lại, họ lại gây nên gương mù, gương xấu cho dân chúng. Chúa Giê-xu đã tố cáo thái độ sống đạo lệch lạc của họ là không trung thực, sống phản chứng. Họ nói mà không làm, rao giảng mà không sống các điều mình rao giảng. Họ dạy người tín hữu phải biết sống đơn sơ khó nghèo, trong sạch liêm chính, không ham danh ham lợi, không chạy theo của cải vật chất trần gian, biết chia sẻ với những người túng thiếu. Nhưng chính họ lại quan liêu hống hách, bê tha dục vọng, tranh giành chức vị, chạy theo của cải tiền bạc, quyền bính và sống ích kỷ, gian ác và tội lỗi, sống sa đọa hơn người tín hữu nhiều. Thái độ nói một đàng làm một nẻo ấy của họ bôi nhọ và làm uy tín của giáo hội, khiến cho giáo dân từ bỏ giáo hội và làm cho những người chưa biết Chúa xa rời tình yêu của Ngài. Một giảng viên giáo lý đến phàn nàn với bố của một em về việc em này hay nói những tiếng đệm khi phát biểu trong lớp, thì được ông bố trả lời rằng, mẹ kiếp, tôi nhắc bảo nó bao nhiêu lần lắm rồi đấy chứ, mà nó đích chịu nghe. Sơ yên chí đi, chiều nay nó về,
tôi sẽ cho nó một trận thấy mẹ luôn. Sơ đành yên chí ra về trong nỗi chán chường. Còn Chúa Giêsu, Ngài không chỉ tố cáo thái độ sống đạo lệch lạc của họ, mà Ngài còn tố cáo những việc sống đạo vụ hình thức nặng nề của họ. Họ chủ trương tuân giữ luật lệ một cách tỉ mỉ, rườm rà, theo bề ngoài mà quên đi tinh thần nòng cốt của lề luật. Tâm thức lề luật ấy khiến cho hàng lãnh đạo Do Thái gia tăng số lề luật, cam đoan đủ điều và biến luật trở thành dụng cụ áp chế, bóp nghẹt sự tự do tinh thần trong cuộc sống của lòng tin, khiến cho liên hệ giữa tín hữu với Thiên Chúa trở thành một gánh nặng đè bẹp, ngột ngạt và khó thở vì bị các luật lệ cột buộc bao vây tư bề. Vậy thế nào là sống đạo đích thực? Vào một buổi tối kia ở tỉnh Yakleng, có một bé trai đi lạc đường. Trong khi em đang ngơ ngác, bối rối và sợ hãi vì màn đêm mỗi lúc càng phủ dày, bé chợt trông thấy một bà ăn mặc sang trọng và loại quý phái. Bé mừng rỡ vội vã chạy tới và hỏi: "Bà ơi, xin bà chỉ dùm cháu đường đi tới Kudam." Người đàn bà nhìn em bé với nét mặt nghiêm nghị và nói: "Này cháu bé, trước hết, bà muốn nói với cháu ít điều. Điều thứ nhất, cháu không được nói với bà là bà ơi, nhưng cháu phải dùng câu lịch sự, thưa bà. Thứ hai, chỗ cháu muốn tới là Quyệt West Tham Đam, chứ không phải như cháu nói là Quyệt Đam. Điều thứ ba, khi cháu nói chuyện với người lớn, cháu không được để tay ở trong túi quần nghe." Nghe tới đây, cậu bé nhanh nhẹn đáp lại bà: "Những điều đó phức tạp quá, đi thôi, như vậy cháu thích đi lạc đường hơn." Thế là cậu bé biến dạng vào trong đêm tối. Qua câu chuyện thực tế trong cuộc sống, cũng như những lời giáo huấn của Chúa cho chúng ta thấy, người đàn bà quý phái là người muốn tỏ ra là người rất thông thạo sự giao thế ở đời và muốn làm bậc thầy mọi nơi mọi lúc. Còn các kinh sư và những người pha-ri-siêu, họ cũng là những người thông luật, chuyên viên về luật, là những người quan trọng trong đời sống chính trị và tôn giáo thời bấy giờ. Vì thế họ cũng rất có uy tín đối với dân chúng. Chính vì thế họ rất nghiêm ngặt trong việc giảng dạy đạo lý chân truyền của Mai Sen. Nhưng những giải thích cá nhân của họ đã được Chúa cảnh cáo và căn dặn dân chúng phải đề phòng, phải ý thức vì lối sống của họ rất khác với giáo lý họ dạy, và Chúa cũng đã mạnh mẽ chỉ trích họ. Vậy những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ, nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. Thật ra, các liên hệ với Thiên Chúa phải giúp cho người tín hữu cảm nhận được lòng yêu thương nhân từ và quan phòng ấp ủ của Ngài đối với mình. Vì thế cuộc sống, lòng tin phải là cuộc sống vui tươi, hạnh phúc tràn đầy hy vọng và an bình tin tưởng, chứ không phải là nhắm mắt tuân hành các luật lệ một cách trống rỗng vô hồn. Tin mừng hôm nay nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu luôn luôn hiện diện với từng người trong chúng ta trong cuộc sống, diện đối diện, mắt nhìn mắt. Chúng ta hãy để cho lời của Ngài xoáy vào tâm can và tâm hồn chúng ta. Vậy chúng ta đừng sợ chi, vì bao lâu chúng ta còn sợ lời Chúa, thì bấy lâu chúng ta còn bào chữa để che giấu cho con người thứ hai trong chúng ta. Con người chỉ thích bóng tối, hãy lôi cổ con người thứ hai đó ra ánh sáng của lời Chúa để định bệnh, để mổ xẻ và với ơn của Chúa băng bó chữa lành nó lại. Thật vậy, sự hài hòa mọi lĩnh vực trong đời sống của mình không phải là một chuyện dễ, vì con người chúng ta đều có giới hạn, nhưng Thiên Chúa đã đặt vào trong con người chúng ta những ý nghĩ của điều thiện hảo, giúp chúng ta hướng đến sự sống vô biên. Vậy chắc chắn điều Chúa muốn là chúng ta cố gắng trong khả năng, trong địa vị của mình để trở thành một mẫu gương sống cho người khác, nhất là những người mà chúng ta có trách nhiệm hướng dẫn và dạy dỗ họ. Có như thế, chúng ta mới giảng dạy cho người khác một cách xác tín, mạnh dạn, khuyên bảo người khác mà không đớ lưỡi, mà không ngượng miệng, không cứng họng, nhất là người khác đó lại là con cháu của chúng ta. Và như thế mỗi người chúng ta mới thực hiện được lời khuyên tha thiết của Đức Giêsu: chúng con phải sống thế nào để người khác nhìn vào chúng con mà ngợi khen Cha chúng con ở trên trời.
Một câu chuyện khác kể lại, một bà kia đến thưa với cha sở: "Thưa cha, con khổ quá, tại vì đã lâu lắm rồi nhà con bỏ không đi nhà thờ, không xưng tội rước lễ, con cũng không biết làm sao để khuyên nhà con cho được." Cha sở hỏi: "Vậy thì ông nhà có nói lý do tại sao ông bỏ không chịu đi nhà thờ và không xưng tội rước lễ hay không?" Bà trả lời: "Thưa cha, ông nhà con, ông ấy rất là gàn, nhưng ông ấy nói cũng có lý, nên con không biết nói lại làm sao để tranh luận với ông ấy được. Nhà con nói rằng, tôi thấy có quá nhiều người giả hình, họ siêng năng đi nhà thờ, đọc kinh xem lễ, ăn chay kiêng thịt, gia nhập hội đoàn này, hội đoàn nọ, nhưng chẳng có tinh thần đạo đức bác ái thật gì cả. Đến nhà thờ thì ê a đọc kinh và rầm rang ca hát, nhưng về nhà thì sống bê bối, ra xã hội thì sống tham lam, hẹp hòi ích kỷ. Nhiều người còn gian lận, bỏ vạ cáo gian, phê bình, chỉ trích, nói hành, nói xấu người khác. Đến nhà thờ tôi chỉ thấy toàn là những người giả hình, đi lễ đi nhà thờ mà như thế thì vô ích, thì đi làm gì? Họ cũng đâu có khá gì hơn tôi đâu." Nghe như thế, cha sở nói với bà: "Ông nhà nói đúng đấy, bà đừng cãi với ông làm chi." Bà về nói với ông như thế này, cha sở bảo là cha đồng ý với ông 100%. Ông nói rất có lý, và cha nhắn tôi về nói lại với ông là ở nhà thờ vẫn còn chỗ trống cho thêm một người giả hình nữa. Cha mời ông đến để gia nhập cho đầy nhà thờ, cho vui. Thưa quý ông bà và anh chị em cùng quý vị thính giả, chúng ta chắc chắn không thiện cảm với những người nói mà không làm. Chúng ta càng ghét những người giả dối bề ngoài, nói thánh nói tướng, lên mặt đạo đức, giảng dạy cho người khác, nhưng đời sống riêng tư của họ lại bê bối, không sống theo điều họ giảng dạy. Còn tinh thần của môn đệ của Chúa Giêsu thì ra sao? Chúa Kitô đòi các môn đệ của Ngài phải sống điều mình rao giảng. Không ai được muốn người khác gọi mình là thầy hay cha, tất cả là anh chị em với nhau. Hơn thế nữa, những người môn đệ của Chúa Giêsu phải biết quý trọng và chú ý đến tinh thần phục vụ trong khiêm tốn. Lời của Chúa Giêsu là một thách đố cho tất cả mọi Kitô hữu về tinh thần sống đạo và làm chứng về niềm tin của mình. Điểm Đức Giêsu nhấn mạnh là trong các ngươi, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Trong tinh thần phục vụ của tin mừng chân chính, Thánh Phaolô đã thẳng thắn tâm sự với giáo đoàn Thessalonica rằng: "Anh em còn nhớ đến công lao khó nhọc của chúng tôi. Chúng tôi phải làm việc ngày đêm để khỏi trở nên gánh nặng cho một ai trong anh em. Khi chúng tôi rao giảng tin mừng của Thiên Chúa giữa anh em." Một vị truyền giáo ở Ấn Độ đã tâm sự như sau: "Là một sinh viên ở Paris, tôi đã học nhiều lớp triết và tôn giáo. Tôi dùng nhiều thời giờ để bàn luận với những sinh viên khác về Thiên Chúa, về ý nghĩa và mục đích của cuộc đời. Đó là thời gian vui và hứng thú, nhưng tôi vẫn không tìm ra được hướng đi cho đời của mình. Cho đến khi một người bạn trẻ nói với tôi một điều làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tôi. Trong một cuộc bàn luận, anh ta nhìn thẳng vào tôi và tha thiết nói: anh sẽ không bao giờ tìm gặp được Thiên Chúa qua việc bàn thảo và tranh luận về Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, anh chỉ tìm được Thiên Chúa khi anh yêu thương vô vị lợi. Lúc đó tôi đang khảo cứu về Thánh Phanxicô thành Assisi. Tôi học thấy điểm đổi đời của Thánh Phanxicô không phải là lúc Ngài bỏ hết mọi sự giàu sang phú quý, nhưng là lúc Ngài dùng lý trí và ý chí để xuống ngựa và ôm lấy người phong cùi. Điều này đã cảm kích tôi, và khi tôi nghe biết ở Ấn Độ đang cần có người phục vụ trong trại phong cùi, và tôi đã tới đây. Nơi đây tôi vẫn đang phục vụ, và nơi đây tôi tìm được Thiên Chúa của tình yêu. Bạn sẽ không tìm được Thiên Chúa qua bàn thảo hay tranh luận, và bạn cũng chẳng bao giờ tìm thấy Thiên Chúa trong việc tự đưa mình lên, bởi vì Ngài là Thiên Chúa của tình yêu. Bạn chỉ tìm được Ngài khi bạn biết yêu thương vô vị lợi. Và đâu là bí quyết để trở nên người cao cả? Đã là người, ai cũng muốn nâng mình lên, muốn khẳng định chính mình, muốn nâng cao giá trị nhân bản của mình. Tại sao? Có thể nói rằng chính Thiên Chúa đã đặt vào lòng chúng ta
khát vọng muốn vươn cao để thôi thúc chúng ta vươn lên, để trở nên người thành toàn, đạt tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Chính Đức Kitô cũng đã mời gọi mọi người, anh em hãy nên hoàn thiện như cha của anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Như thế khát vọng trở nên con người thành toàn là một khát vọng rất chính đáng và tự nhiên. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều người nhắm đạt đến lý tưởng này bằng những hình thức hư ảo. Vậy ta có thể vươn tới lý tưởng này bằng cách nào? Tới đây tôi muốn nói với quý ông bà và anh chị em cùng quý vị thính giả về những phương thức sai lầm. Những luật sĩ và biệt phái thời Đức Giê-xu muốn nâng cao giá trị của mình bằng cách làm những việc đạo đức bề ngoài cốt để cho người ta thấy. Họ đeo những hộp kinh lớn hơn người, mang những tua áo dài hơn người, ưa ngồi chỗ nhất, chiếm những hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và mong được thiên hạ gọi là thầy. Các môn đệ Đức Giê-xu có lúc cũng muốn như vậy trong nhiều cuộc tranh luận để xác định giữa các ông ai là người lớn nhất. Một bữa nọ, hai anh em Gioan và Gia-cô-bê cùng với bà mẹ là bà Giê-bê-đê đến nài xin Đức Giê-xu cho mình được ngồi bên hữu và bên tả ngai vinh hiển của người. Nghe vậy, mười môn đệ kia bất bình ra mặt với Gioan và Gia-cô-bê vì chưa gì mà hai anh em này đã toan tính nắm giữ hai chiếc ngai mà họ cũng đang ngấp nghé. Trong xã hội hôm nay cũng vậy, ai cũng muốn được trọng vọng, được tôn vinh, được nâng cao bằng cách này hay cách khác. Vậy thì đâu là cách thức thực sự mang lại giá trị của con người? Giá trị con người không tùy thuộc vào của cải hay địa vị xã hội như những người biệt phái và luật sĩ thời Chúa Giê-xu tưởng lầm. Nhưng giá trị đó tùy thuộc vào phẩm chất và lòng đạo đức của con người. Qua Công đồng Vaticano thứ hai, Giáo hội Minh Định, giá trị con người không tùy thuộc nơi tôi có, bản thân ta và những gì ta sở hữu, mà tùy thuộc nơi tôi là, bản chất đích thực của ta là con Thiên Chúa. Biệt thự của ta sẽ hơi sang trọng, chức vụ của quyền hạn lớn lao không làm cho tôi có giá trị hơn những người không nhà, không xe, không địa vị, không chức quyền, chỉ có phẩm chất cao đẹp và lòng đạo đức nếu có của tôi mới có thể làm cho tôi có giá trị hơn người khác mà thôi. Nhân dịp này, Chúa Giê-xu dạy cho các môn đệ, các luật sĩ và biệt phái và cho cả chúng ta biết phương thế đích thực để làm cho mình nên cao trọng, đó là hạ mình phục vụ tha nhân như người tôi tớ. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải là người phục vụ anh em. Lời dạy mới đầu nghe ra thật ngược đời, khó được mấy ai chấp nhận, nhưng đó chính là chân lý. Cuộc đời của mẹ Teresa Canquita minh chứng điều đó. Mẹ Teresa sinh tại Albany, nhưng trải qua phần lớn đời của mình trên mảnh đất Canquita của Ấn Độ. Từ đó mẹ được mang danh hiệu mẹ Teresa Canquita. Mẹ đã hiến thân làm tôi tớ phục vụ những mảnh đời cùng khổ nhất trên trần gian này, nên mẹ trở thành người phụ nữ được trọng vọng và yêu mến nhất trên thế giới. Năm 1975, kỷ niệm 25 năm mẹ Teresa lập dòng thừa sai bác ái, các vị đại diện của 18 tôn giáo đã họp nhau tại Calcutta để tham dự tuần lễ cầu nguyện, cảm tạ Thượng Đế vì sự đóng góp của một người phụ nữ mang danh thừa sai bác ái. Năm 1996, Quốc hội Lưỡng viện của Hoa Kỳ nhất trí phong tặng mẹ danh hiệu công dân danh dự của Hoa Kỳ. Mẹ là nhân vật thứ tư trên thế giới được ban tặng danh hiệu này. Ngày 5 tháng 9 năm 1997, mẹ Teresa qua đời tại Calcutta, Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ tổ chức an táng trọng thể mẹ Teresa theo nghi thức quốc táng. Một vinh dự từ trước tới nay chỉ dành cho các lãnh tụ hàng đầu của đất nước có nhiều công trạng với quốc gia. Ngày 19 tháng 10 năm 2003, mẹ được giáo hội nâng lên hàng chân phước. Mẹ là một trong những người được phong chân phước nhanh nhất trong lịch sử của giáo hội, chỉ 6 năm sau ngày qua đời. Trước mẹ, hai vị được phong chân phước nhanh nhất là Thánh Gioan Don Bosco và Thánh Maximilian Kolbe, cũng phải mất đến 30 năm. Cuộc đời và sự nghiệp của mẹ Teresa Canquita minh chứng lời dạy của Chúa Giê-xu là chân lý.
Ước gì mỗi một người chúng ta thôi tìm kiếm vinh quang cho mình bằng những hình thức hư ảo của những hạng người nông nổi, nhưng biết dấn thân phụng sự tha nhân theo lời dạy của Đức Giêsu và theo gương chân phước Teresa Canquita, để cho thế giới này được ấm lên bằng lửa yêu thương và hạnh phúc hơn bằng tinh thần phục vụ. Để kết thúc, xin mời quý ông bà và anh chị em cùng quý vị thính giả cùng với tôi hãy dâng lời cầu nguyện sau đây. Lạy Chúa, giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy chúng con biết phục vụ âm thầm. Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt, xin dạy chúng con biết yêu thương tự hiến. Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ, xin dạy chúng con biết cộng tác và đồng trách nhiệm. Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị, xin dạy chúng con biết coi mọi người như anh em của mình. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là mẫu mực của tình yêu tinh rộng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm trong lòng mình và trong lòng từng người nhỏ bé của chúng con. Lạy Thầy Giêsu, Thầy đã nâng chúng con Thầy lên hạ mình làm xuống môn phục đề, vụ làm chúng con bạn, như người làm anh tôi tớ, chị em của Thầy. Rửa chân cho chúng con như một nô lệ và chết thay cho chúng con trên thập tự giá. Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của Thầy và sống yêu thương mọi người như anh em. Xin cầu chúc quý ông bà và anh chị em cùng quý vị thính giả một sự an bình của Thiên Chúa trong con đường phục vụ và dấn thân để đi tìm hạnh phúc viên mãn cho chính mình và cho tha nhân. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khi cô bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oan thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lôi lòng, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống. Thank you.
nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lối lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Chính khi hiến thân là khi được nhận lời.